Hi, xin chào mọi người. Nếu các bạn là một người dùng đã có quá đầy đủ, từ một bộ PC cực xịn cho đến những gaming gear phải là thứ mới nhất, cũng như là đã sắm luôn cả một bộ micro để chửi thật căng đồng đội, vậy thì những thứ các bạn còn thiếu cuối cùng là gì? Chắc chắn phải là một chiếc màn hình đủ đẳng cấp. Và ở đây mình có một cái tên như thế. Chiếc màn hình đến từ thương hiệu MSI. MSI MAG271QBX QD OLED E2. Một chiếc màn hình high-end thật sự cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và trong video này hãy cùng mình tìm hiểu thử xem là em nó ngon đến cỡ nào nha. Nói qua một chút về MSI thì họ đang là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới về các thiết bị, có mặt ở hơn 120 quốc gia, sản xuất từ linh kiện máy tính, máy chơi game cầm tay cho đến những bộ PC chuyên dụng cho AI. Và dĩ nhiên là có cả những chiếc màn hình từ phổ thông cho đến rất cao cấp như chiếc màn hình đang có mặt ở đây với chúng ta. Và với chiếc màn hình MSI MAG271QBX QD OLED E2 thì chỉ cần lướt qua ngoại hình lần đầu tiên thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy đây là một chiếc màn hình thật sự rất cao cấp. Phần mặt trước với phần viền siêu mỏng ở ba cạnh giúp người dùng dễ dàng chìm đắm vào không gian của một chiếc màn hình chất lượng cao OLED. Mặt sau sẽ khác với những chiếc màn OLED thường, rất slim fit, thậm chí là có phần mỏng manh và được cắt điệu với những dải LED cực kỳ đẹp mắt. Thì với chiếc màn hình này của MSI, mặt sau không hề lung linh, lộng lẫy, nhưng đó là cả một hệ thống công nghệ tản nhiệt cực kỳ tiên tiến. Nếu mà ai đã từng dùng những chiếc màn OLED thì các bạn có phải công nhận với mình một điều là những chiếc màn OLED thường rất nóng. Bởi chính những điểm ảnh phát ra ánh sáng rất mạnh tạo nên những hình ảnh rất đẹp mắt, nhưng bù lại thì lượng nhiệt lượng tỏa ra cũng vô cùng lớn. Vì lo sợ điều đấy nên MSI họ đã áp dụng hệ thống vật liệu tản nhiệt là màng graphene, một loại vật liệu dẫn nhiệt tiên tiến, đắt tiền, giúp đem đến khả năng tản nhiệt vô cùng hiệu quả. Ngoài ra thì còn có luôn cả thiết kế tản nhiệt tùy biến, và khi cả hai được kết hợp với nhau đã cho phép chiếc màn này đạt được khả năng hoạt động tối đa. Độ im lặng tuyệt đối nhưng tản nhiệt vẫn vô cùng hiệu quả. Và dĩ nhiên là tuổi thọ của tấm nền đã được tăng lên một cách rõ rệt. Và không cần phải nói nhiều về OST của MSI bởi chúng quá xịn và trực quan, dễ sử dụng. Từ những chế độ hồng tâm ảo, những chế độ đặc biệt cho gaming như là FPS, Racing, ATS, cho đến làm việc như là chống ánh sáng xanh, phim ảnh, văn phòng, một loạt các không gian màu khác đều đã được thiết kế cực kỳ dễ nhìn và tinh chỉnh. Và đặc biệt là có luôn cả tiếng Việt để cho anh em có thể thoải mái tự tin mà dọc nha. Phần chân đế cũng là một điểm cộng khi đây là một chiếc chân đế thông minh và rất chất lượng. Bên ngoài là nhựa nhưng bên trong là thép, đảm bảo được sự chắc chắn vững chãi, dễ dàng nâng lên hạ xuống, xoay trái phải, lật lên lật xuống tùy ý. Còn nếu như người dùng vẫn muốn chuyển sang dùng ARM thì các bạn vẫn có thể sử dụng nha. Hiện tại thì bên MyGear đang có rất nhiều mẫu ARM, mọi người nhớ vào mygear.vn để lựa chọn một mẫu ARM phù hợp nhé. Về cổng kết nối thì sẽ có một cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, một cổng thanh 3.5mm và thêm một cổng Type-C cho người dùng. Về thông số kỹ thuật cũng như là khả năng hiển thị hình ảnh thì chiếc màn hình này của MSI hiện tại đang là một trong những chiếc màn hình thể hiện hình ảnh đẹp nhất trong phân khúc. Và nói không hoa, đây thực sự là một đối thủ nặng ký so với lại những chiếc màn hình khác cùng phân khúc OLED. Kích thước vàng 27 inch cùng độ phân giải 2K, tỷ lệ 16:9, vô cùng đa dụng, vừa đủ để giải trí cũng như là làm việc. Độ phân giải 2K cũng vừa đủ để đem đến hình ảnh có độ sắc nét cao mà không cần phải có những bộ PC đủ mạnh để đáp ứng những hình ảnh 4K gaming. Sử dụng công nghệ tấm nền Quantum Dot OLED, một tấm nền cực kỳ cao cấp, hội tụ rất nhiều những tinh hoa công nghệ của MSI, hỗ trợ 10 bit màu real, đem đến khả năng hiển thị hình ảnh lên đến 1.07 tỷ màu. Và khi kết hợp với lại tấm nền QD OLED đã đem đến sự chuyển màu mượt đến kinh khủng. Chưa hết, vẫn còn đó tiêu chuẩn display HDR 400 True Black, một tiêu chuẩn vô cùng khắt khe, đòi hỏi độ sáng tối thiểu của các vùng hiển thị màu đen trên màn hình phải đạt 0.4 nits, độ sáng tối đa có thể hiển thị là 400 nits. Những màn hình có khả năng hiển thị màu đen sâu hơn gấp 100 lần, cùng lúc đó tạo ra dải tương phản động lớn hơn và tốc độ phản hồi nhanh hơn gấp 4 lần so với tiêu chuẩn HDR 1000. Và những điều này phải được kiểm soát trên từng pixel trên màn hình, điều mà chỉ có những chiếc màn hình Quantum Dot OLED thế hệ mới nhất mới có thể đáp ứng được. Và chính nhờ vào những tiêu chuẩn khắt khe như thế mà hình ảnh người dùng nhận được là vô cùng tuyệt vời, chất lượng thì không phải bàn cãi. Mình đã đo màu thực tế trên chiếc màn này bằng BIDX Elite, 100% sRGB, 93% Adobe RGB, 97% DCI-P3 và 90% NTSC. Gamma ở mức tiêu chuẩn là 2.2 và độ đồng nhất màu cực tốt ở độ sáng 100%, giúp các công việc thiết kế hay là xử lý đồ họa đạt được hiệu quả cao nhất. Delta trung bình là dưới 1.51. Mình đánh giá thông số Delta ở đây là cực tốt. Tại sao? Bởi vì những chiếc màn OLED thường là rất rực rỡ, nên về không gian màu Delta thường sẽ là rất cao.
ít khi nào những chiếc màn OLED sẽ về dưới 2, mà trong khi đó ở đây chiếc màn này thông số DTE trung bình của nó là 1.51. Chưa kể hai thông số cao nhất các bạn có thể thấy đó là hai màu xám, cũng hơn 2 một chút nhưng mà hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và với chiếc màn hình này thì các bạn có thể sử dụng nó trong môi trường làm việc, giống như là các bạn có thể làm Photoshop cũng như là chỉnh sửa video mà không cần phải căn chỉnh lại màu. Còn nếu như mà anh em muốn cân màu thì Magi sẽ có dịch vụ cân màu miễn phí cho những chiếc màn đến từ Magi luôn anh em nha. Và nếu như mà anh em đã mua chiếc màn hình này mà anh em không dùng cho việc giải trí cũng như là chơi game thì thật sự là một thiếu sót quá lớn. Tần số quét 240Hz cùng thời gian phản hồi siêu thấp chỉ là 0.03ms, một con số mà anh em chỉ có thể thấy được trên những chiếc màn hình OLED đắt đỏ. Kết hợp với Clear MR13000, một tiêu chuẩn mới từ VESA, đảm bảo từng pixel hình ảnh luôn được rõ nét, dù đó có là chuyển động cực nhanh. Và vẫn còn đó Adaptive Pixel đồng bộ hóa tốc độ quét 240Hz của màn hình với card đồ họa để loại bỏ hiện tượng xé hình, giật hình một cách tối ưu nhất. Và đặc biệt hơn cả là các bạn có thể tùy chỉnh rất nhiều thông số cũng như là màu sắc màn hình dành cho game thủ, ví dụ như là hồng tâm ảo, AI cũng như là tầm nhìn trong ban đêm, chỉ cần vài thao tác cực kỳ đơn giản. Những trải nghiệm giải trí chơi game giờ đây sẽ ở một tầm cao mới, với những game tốc độ cao như là đua xe, FPS thì ở 240Hz với thời gian phản hồi 0.03ms, vết mờ chuyển động sẽ giảm một cách tối đa. Còn với những bộ phim, những tựa game AAA thì màu sắc cực kỳ đẹp, không thể chê vào đâu được. Tổng quan lại thì chiếc màn hình MSI MAG271 QBX QD OLED E2 là một chiếc màn hình cao cấp đúng nghĩa khi các bạn cần phải bỏ ra đâu đó số tiền hơn 20 triệu đồng. Nhưng những gì mà các bạn nhận được là xứng đáng đến từng xu một, bởi vì những hiệu năng cũng như là khả năng hiển thị hình ảnh của em nó là vô cùng tuyệt vời. Và đặc biệt là OLED Care 2.0 và chế độ bảo hành chuẩn chỉnh 3 năm đến từ MSI, kể cả là những chiếc màn hình có bị burn in đi chăng nữa. Và hiện tại thì sản phẩm này đã có mặt tại Magi và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.